Kính thưa quý cô chú anh chị, thì ngày nay loại hình du lịch ngoài trời, du lịch dã ngoại đồng quê đang được các địa phương chú trọng và phát triển. Thì hiện tại đây, Hữu đang có mặt tại khu du lịch Xẻo Quýt, nơi nổi tiếng là du lịch dã ngoại ngoài trời của khu vực tỉnh Đồng Tháp. Khu du lịch này rộng hơn 25 hecta. Đặc biệt đến đây ngoài du lịch dã ngoại ngoài trời, thì quý cô chú anh chị mình còn được trải nghiệm loại hình du lịch bằng xuồng ba lá dạo quanh rừng tràm. Nơi đây được biết đến là khu căn cứ địa của tỉnh ủy vào những năm 1960-1975 dưới thời kháng chiến chống Mỹ của cách mạng tỉnh ủy Đồng Tháp. Sau đây Hữu xin được phép mời tất cả các anh chị và tất cả các bạn theo chân Hữu dạo quanh một vòng khu lịch Xẻo Quýt ạ. I just want you in my possession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. It's not my thing, nor my profession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Wake up, break up. Enough, no fight.
What a waste, what a waste, what a waste. Yeah.
Cause I just want another day. What a waste, what a waste, what a waste. We'll come back, come back, but I'm
business, I'll run.